Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eureka Uni. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần hỏi và đáp về giải tích. Câu hỏi hôm nay thì được gửi từ bạn Nhí Biển. Và trong trường hợp các bạn không biết Nhí Biển là như thế nào, chúng ta có thể xem qua cái ảnh như này. Đây là con Nhí Biển. Và quay trở lại với Nhí Biển của chúng ta nào. Bây giờ thì câu hỏi của bạn, bạn hỏi hai câu là về câu 2H ở trong cái video thứ 12 của phần giới hạn. Thì câu đó mình đã có làm một cái clip giải chi tiết rồi, các bạn thấy. Click vào link bên dưới này hoặc là search tên tiêu đề của video để xem. Đây, các bạn phải xếp hoặc là các bạn vào danh sách phát để tìm thì nó cũng ra thôi. Rồi thì bây giờ đến câu thứ hai bạn hỏi, đó là câu 2F. Câu 2F là câu giới hạn với x tiến về 0, biểu thức là hai căn của cos trừ cho nhau. Rồi, dài hơi dài, câu này sẽ làm hơi bị dài, hơi mất thời gian của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng một vài kỹ thuật tính giới hạn để giải quyết bài toán này. Trong đó có một số kỹ thuật liên quan đến cái giải quyết cái căn bậc 2, căn bậc n nói chung. Chúng ta sẽ làm mất cái căn đi để bằng cách nhân liên hợp. Mất căn đi thì chúng ta sẽ xử lý nó dễ dàng hơn. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng vô cùng máy tương đương để giải quyết bài toán này cũng được. Rồi thì giải quyết bài toán này chúng ta sẽ thêm bớt một vào để nhân liên hợp. Tại vì là tại sao thêm bớt một mà chúng ta không nhân liên hợp ngay? Bởi vì nó lẫn lộn hai căn này, chúng ta không thể nhân trực tiếp được. Ví dụ đây nó là căn bậc 2 của biểu thức nào đó đi thì chúng ta sẽ nhân trực tiếp được, nhưng mà ở đây nó lại là căn bậc 3 để lẫn lộn nên chúng ta sẽ không nhân được ngay. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta thay số 0 vào trong biểu thức này thì mình thấy là có cosin của 1 thì nó bằng cosin của 0 thì nó bằng 1, và tóm lại trong căn này là 1 đúng không? Tương tự như vậy, căn bậc 3 này cũng có giá trị bằng 1 khi nó tiến về cái số 0. Do vậy là chúng ta sẽ thêm bớt 1 vào để cho nó vẫn, tức là chúng ta sẽ thiết kế nó về cái dạng vô định. Đây, như thế này thì nó vẫn giữ nguyên là dạng vô định. Tương tự như vậy cho căn bậc 3. Thì căn bậc 3 thêm 1 vào thì chúng ta bớt 1 đi đúng không? Bớt 1 rồi thì thêm 1. Và lúc này thì mình sẽ chia dương mẫu để chúng ta tách được thành hai cái giới hạn. Tất nhiên đây là làm hơi tắt, nhưng mà nếu chúng ta tiên đoán được, chúng ta tiên lượng được hai giới hạn thành phần nó tồn tại hữu hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể tách nó ra được. Đây, tách thành là cosin của x trừ 1 chia cho x bình và cộng với cosin của 1 trừ đi căn bậc 3 của cos x. Rồi, để chúng ta tiện theo dõi thì mình sẽ đặt đi, chúng ta sẽ đặt thành giới hạn thành phần nhỏ hơn đi. Ví dụ L1 thì bằng cái biểu thức đầu tiên là căn bậc 2 của cosin x trừ đi 1 chia cho x bình. Với giới hạn này thì dễ dàng tính rồi, thì chúng ta thấy là có cái phương pháp là nhân liên hợp để chúng ta làm mất cái căn này đi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng biến đổi lượng giá và các cái giới hạn lượng giá cơ bản để giải quyết. Nhưng mà trước tiên nó cứ phải nhân liên hợp đã. Nó có căn bậc 2 mà chúng ta phải nhân liên hợp bậc 2. Tại sao lại nhân liên hợp bậc 2? Là bởi vì là chúng ta muốn làm mất căn bậc 2 thì chúng ta phải làm xuất hiện cái bình phương. Ở đây thì mình sẽ có cái a trừ đi b nhân với a cộng b như này. A bình trừ b bình, hiệu của hai bình phương thì bằng cái tích này đúng không? Thì cosin của mình đóng vai trò là a, còn 1 đóng vai trò là b. Thì nếu mà chúng ta muốn nhân liên hợp thì chúng ta có thể xử lý theo nhiều cách. Ví dụ đây chúng ta nhân cả tử mẫu với có nhiều cách diễn đạt, nhiều cách giải thích cái mức làm ấy. Thế còn cái cách mà chúng ta nhân liên hợp thì nó chỉ có thế thôi. Chúng ta sẽ nhân biểu thức liên hợp của nó là dấu cộng cosin của x cộng 1. Mẫu chúng ta cũng nhân với nó nữa. Đó, thế thì bên trên tử này có phải chúng ta sẽ được là hai cái bình phương trừ đi nhau không? Trên tử sẽ được là căn bậc 2 bình phương nó bằng 1 rồi, đúng không? A bình trừ B bình, 1 bình nó vẫn là 1. Còn dưới mẫu thì xong. Đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái biến đổi lượng giác đơn giản để giải quyết cái bài toán này. Thôi nhé, đến đây thì giải quyết nhanh nhất là chúng ta sử dụng vô cùng bé tương đương. Ta biết là có cặp tương đương khi x đến về 0, đó là 1 trừ cosin của x tương đương với cả 1 phần 2 x mũ 2. Đúng không? Các bạn nếu mà quên thì có thể xem lại cái clip về vô cùng máy tương đương mà mình để góc trên bên phải màn hình.
Nếu chúng ta sử dụng cặp tương đương này thì kết quả ra rất là nhanh. Thằng này nó sẽ bằng với lim của gì nhỉ? Ở đây là cosinx trừ 1, đây là 1 trừ cosinx, thì chúng ta đảo dấu đi. Thêm dấu trừ vào thì nó sẽ thành dấu trừ như này. Đúng không? Thì đây sẽ là trừ. À. Trừ 1 phần 2 x mũ 2 chia cho x mũ 2 nhân với căn 2 của x cộng 1. Đây ra kết quả rồi. Chúng ta thấy là kết quả khi chúng ta triệt tiêu cái x bình, đây là cái tác nhân gây ra dạng vô định. Chúng ta triệt tiêu đi thì nó chỉ còn là trừ 1 phần 2 ở trên tử. Trừ 1 phần 2 trên tử. Dưới mẫu thì chúng ta được thay x bằng 0 vào thì căn 2 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Và kết quả là trừ 1 phần 4. Đó, thì xong cái thành phần đầu tiên. Chúng ta sẽ tới với việc giải quyết thành phần thứ hai thì những hướng đi nó hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ đặt nó là L2 đi. Nhưng mà vì nó có căn bậc 3 cho nên là chúng ta sẽ phải nhân liên hợp bậc 3 cho cái này để chúng ta làm mất đi. Nó sẽ xuất hiện dạng là 1 trừ cosine của x giống như bên trên. Thì biểu thức nhân liên hợp bậc 3 thì chúng ta cũng rút ra từ cái hàng đẳng bậc 3 thôi. Để làm xuất hiện cái mũ 3 mà. A mũ 3 trừ B mũ 3, bạn nào quên thì chúng ta có thể xem lại hàng đẳng đáng nhớ. Ở đây nó sẽ là một cái hiệu nhân với cả bình phương thiếu của một tổng cộng với cả AB cộng với cả B bình. Đúng không? B vai trò nó vẫn là, thôi chúng ta cứ để B vị trí tương ứng là căn bậc 3 đi. Còn A vai trò nó là số 1. Không sao cả. Là nhân liên hợp vào. Đó, nhân liên hợp. Trên tử sẽ là 1 trừ đi căn bậc 3 cosine của x nhân với biểu thức liên hợp dưới mẫu đi, dưới mẫu là x bình. Thế là nhân cả tử ở mẫu với biểu thức liên hợp thì nó sẽ là 1, đúng không? Một bình mà cộng với AB, tức là 1 nhân căn bậc 2 căn bậc 3 thì sẽ là ra các căn căn bậc 3 thôi. Và cộng với cả B bình tức là căn bậc 3 bình phương. Sao? Nó sẽ là cosine bình phương của x. Không, nó phải là bình phương của cosine x. Đọc thế nó hơi bị sai. Thế chúng ta sẽ copy cái này xuống bên dưới, bởi vì mình nhân cả tử và mẫu với cái biểu thức liên hợp này. Nhân xong thì trên tử chúng ta sẽ được là 1 mũ 3 trừ đi căn bậc 3 mũ 3 thì nó sẽ là còn lại là đây, sẽ copy cả này cho dễ. Nó hơi dài, mình sẽ để xuống dòng đi. Đây. Trên tử nó sẽ được là 1 mũ 3 trừ đi căn bậc 3 mũ 3 thì nó sẽ là 1 trừ đi cosine của x. Và lúc này chúng ta tiếp tục áp dụng cái vô cùng mê tương đương thì kết quả sẽ ra rất là nhanh. 1 trừ cosine của x tương đương với 1 phần 2 x bình như chúng ta đã làm ở bước tính dạng phía trước. Và đến đây thì chúng ta thấy là triệt tiêu thằng x bình đi, không còn tác nhân gây ra dạng vô định nữa thì kết quả chúng ta sẽ thu được là 1 phần 2 chia cho dưới mẫu là 3 đúng không? Thì sẽ ra được 1 phần 6. 1 phần 6. Rồi thì rõ ràng là cái giới hạn ban đầu của chúng ta sẽ bằng kết quả của hai giới hạn này. L1 bằng trừ 1 phần 4. Kết quả ban đầu sẽ là bằng L1 mà cộng với L2. Rồi thì sẽ là trừ 1 phần 4 kết quả của L1 cộng với L2 là 1 phần 6. 1 phần 6. Và kết quả nó bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta bấm máy tính. 1 phần 6 trừ đi 1 phần 4. Rồi trừ 1 phần 12. Rồi nếu nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn có thể comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm toán cao cấp Udemy. Link của nhóm thì mình để ở phần mô tả. Mô tả đây, mô tả bây giờ hơi dài. Đây nhóm toán cao cấp, các bạn click vào và chuyển sang nhóm. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.